Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chuyên Xe Đạp. Và hôm nay em lô xe mới về, em lại xuất hiện một em siêu phẩm mới BNC, thương hiệu của Ý. Vâng, bên thương hiệu BNC thì không còn gì xa lạ đối với các bác nữa rồi. Một thương hiệu rất là nổi tiếng các bác nhé. Và bây giờ em xin đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, thương hiệu BNC đến nay là đã 135 qua sản xuất, thương hiệu rất nổi tiếng bên Ý. Vâng, thương hiệu rất là nổi tiếng các bác, không còn gì xa lạ rồi. Vẫn là cái tông màu chủ đạo của màu xanh. Đấy, cái tông màu rất là phù hợp với xe BNC, màu xanh chủ đạo mà các bác thường thấy trên những xe BNC. Đây là màu xanh của xe đấy, bác hiểu rõ. Xe về rất còn rất là mới bác nhá. Tổng thể xe em đoán trên 95%. Xe làm từ hợp kim khung nhôm siêu nhẹ. Xe trên 95% đó nhá. Đây cũng là một mẫu xe mới về bên em mà từ xưa nay là đây là mẫu đầu tiên của BNC. Thương hiệu của Ý Design. Khung nhôm. Vâng, các bác em đi tổng thể xe khung hình xe bác nhìn này. Từng chi tiết nhỏ một. Xe rất còn bóng và sáng. Cái mẫu BNC này thì không còn gì xa lạ đối với những bác mà đạp xe trên một năm hoặc vài tháng rồi, tìm hiểu rất là kỹ những cái dòng xe cao cấp của hãng BNC. Và vẫn là cái tông màu xanh chủ đạo, mà tông màu nhìn cái nhận biết ngay. Đấy, các bác nhìn thấy rõ đấy. Đây là một dòng xe road, xe đua mang thương hiệu của Ý. Đây các bác có thể nhìn đây, BNC tem của xe đây. Và đây là tem Ý Design bác nhé. Đây là chữ là Italy này. Design này bác nhìn này. Đấy. Logo xe được làm bằng màu đen không chìm, rất là nổi bật trên khung xe. Vâng. Cổ phốt. Đây, những cái đường cổ phốt của xe được người chủ cũ nâng cấp thêm, nó là carbon đi đông chính hãng của theo xe. Xe còn rất là mới bác nhá, tay lóng này, tay lóng cuốn của rất là mới, nhìn rất sử dụng đây, bác nhìn rõ cái tay lóng của nó dùng rất là ít, nhưng mà gần như còn nguyên. Xe rất ít là sử dụng, xe cũng là độ mới gần như là hoàn toàn trên 95%. Đây cũng là một mẫu xe đầu tiên về bên em mang thương hiệu BNC. Xe được sử dụng tay lắc Shimano. Vâng. Bên tay phải em cũng là một bên tay lắc đĩa cũng của chính hãng Shimano. Và đằng trước xe thì có logo hiệu con Phượng Hoàng Đại Bàng, được làm từ hợp kim nhôm lỗi, mang thương hiệu Rốt BNC. Vâng, rất là nổi bật đó nhé. Xe được sử dụng bộ phanh 3 mảnh. Và xe được sử dụng được người chủ cũ nâng cấp thêm với cặp càng carbon. Đây bác nhìn thấy rõ đấy. Đây, càng đen carbon rất là nổi bật trên trên xe. Rất là mới, thì bác nhìn thấy lúc sơn của nó rất bóng và mới. Carbon composite là hợp kim carbon siêu nhẹ. Em có gửi liên chi các bố cũng không mua đâu, nhưng mà thôi thì các bố rất giận thôi. Đấy, các bạn nhìn thấy rõ. Xoa dịu thôi. Sau ngày mai lên đi đeo lại cho nhau. Bây giờ nó còn đang với cái cô người yêu kia. Bạch Tập. Chính hãng. Alo nghe. Của xe. Còn rất là mới. Đây bác lốp, bác nhìn thấy lốp này, lốp vẫn còn gai lốp này, vẫn còn ngò còn gai lốp này. Xe rất ít là sử dụng bác nhá. Dòng BNC này được người chủ cũ nâng cấp thêm cái càng bác nhá, càng carbon. Đấy, composite, càng có carbon composite trong siêu nhẹ. Xe còn rất là mới. Em đoán trên xe này khoảng tầm trên 95%. Và những cái mẫu xe mới mà đẹp như này thì bên em là rất ít về lắm nhá. Khi thoảng về một chiếc xe là còn được đẹp, nước sơn đẹp như vậy. Đây,
cọc in và yên xe nguyên bản theo xe, vẫn còn rất là mới đấy, bác nhìn rõ. Ở giữa thì có một cái đường đường thoáng cho bác ngồi ngồi trên xe đó nhá, rất là thoáng, thoáng khí đấy. Nước sơn còn rất là bóng và mới. Xe được sử dụng với củ là Shimano chính hãng. Đây bác nhìn thấy rõ đấy. Em quay tất cả cho bác nhìn. Xe rất ít sử dụng, tức là người chủ cũ là rất là lưng lưu chiếc xe. Đùi đĩa này, đến bê đan đạp còn rất là mới. Xe mang thương hiệu của Design. Vâng, xe được trang bị với củ đề Shimano 1, 2, 3, 4, 8 tầng lip và 2 đĩa. Các bộ phận của xe là 16 tốc độ. Đằng sau là cũng là được sử dụng phanh 3 mảnh đó nhé. Và bây giờ em xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Vâng, bây giờ là chi tiết hoạt động của xe có thể thấy rõ ấy. Lên lip này. Vâng, lip và xích còn rất là mới bác nhé. Xe được ít là sử dụng nên là còn nguyên chi theo nguyên bản theo xe. Xuống lip rồi, hầu như là hoạt động của xe không một lỗ chi tiết nổ nào cả. Đấy, nó nhìn thấy rõ ấy. 8 tầng lip của chính hãng Shimano. Bên phải em là bên tầng đĩa đây. Xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, hoạt động rất là mượt mà, trơn tru. Đây em quay tổng thể khung hình xe các bác nhìn. Đây là một mẫu rốt dòng đua mang thương hiệu của Ý, BNC. Bên em mới về. Và có lớp sơn rất là đẹp các bác nhá. Tổng thể trên 95% và được người chủ cũ nâng cấp thêm với càng carbon. Đấy các bác phải thấy rõ. Carbon composite đây. Thương hiệu rất nổi tiếng của BNC. Vâng. Màu xanh, màu tông chủ đạo của xe. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe mang thương hiệu của Ý, BNC và được người chủ cũ nâng cấp thêm cặp càng carbon. Vâng, có giá rất tốt bên em là 7.9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943, và bên em chỉ nhận nhắn tin trên Zalo, không nhận cuộc gọi vì bên em rất nhiều công việc và nhân lực thì là rất là hạn chế bác nhé. Bác thông cảm bên em. Và bác lên nhắn tin trên Zalo hộ em, hoặc là lên YouTube tìm kia xe đạp, nhấn đăng ký theo các kênh. Vâng, hẹn các bác vào trên ngày mai. Vâng, bên em bán cũng ở đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật. Đây các bác thấy, rất nhiều đồng hồ. Các bác nào quan tâm thì lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, ấn đăng ký kênh và theo dõi kênh để xem chi tiết hơn. Vâng, hẹn các bác vào trường ngày mai.